Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! MU đặt rất nhiều quyết tâm bảo vệ chức vô địch Champions League mà mình có được năm 2008, trong khi Arsenal cũng tỏ rõ tham vọng lọt vào trận chung kết thứ hai trong 4 năm. Để thua Barca trong trận chung kết năm 2006, chỉ giành được chút lợi thế nhờ kết quả 1-0 ở trận lượt đi, MU dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc hành quân tới Emirates để đối đầu với dàn pháo thủ trẻ khát khao muốn được góp mặt tại trận chung kết Champions League mùa 2008-2009. Cùng xem lại diễn biến chính của trận đấu này để thấy được Cristiano Ronaldo đã đỉnh như thế nào. Bất chấp thất bại ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, huấn luyện viên Arsene Wenger luôn tỏ ra vững niềm tin với những tuyên bố hào hùng về khả năng lật kèo ngoạn mục, về một Arsenal có bộ mặt hoàn toàn khác. Và thực tế, nhà cầm quân người Pháp cũng cố gắng chứng minh niềm tin đó bằng việc tung ra sân ngay từ đầu những con bài tốt nhất hiện có, cho học trò tiếp cận trận đấu mạnh mẽ và chủ động hơn so với một tuần trước. Đội khách không có vẻ gì là bất ngờ với lối đi tiếp đón quyết liệt của Arsenal. Họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với sơ đồ mang tính thực dụng 4-3-2-1. Darren Fletcher, Michael Carrick và Anderson theo đó dằn ngang trước mặt hàng hậu vệ, làm nên hàng phòng thủ dày hai lớp. Phía trên họ, Park đã bám biên phải, trong khi Ronaldo và Wayne Rooney thay nhau đảm trách hành lang tấn công bên trái và vị trí trung phong. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Arsenal nhanh chóng dồn lên tấn công mạnh mẽ và mở màn bằng cú sút đầy uy lực nhưng thiếu chuẩn xác của đội trưởng Cesc Fàbregas. Tuy nhiên, ngay trong tình huống nguy hiểm đầu tiên có được, MU đã khiến cả sân vận động Emirates phải nín lặng chỉ sau chưa đầy 10 phút thi đấu. Phút thứ 8, xuất phát từ Anderson, bóng được chuyền xuống cho Cristiano Ronaldo. Cú căng ngang của anh đã vượt qua được sự truy cản của Gibbs và Park Ji-sung có mặt kịp thời sút tung lưới Armenia mở tỷ số trận đấu. 1-0 nghiêng về MU. Song hành với mục tiêu ghi bàn, việc giữ sạch lưới vốn cũng được xem là điều hết sức hệ trọng với Arsenal. Chính vì vậy, việc để thủng lưới sớm chẳng khác nào số nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa tinh thần mà họ đang nhen nhóm. Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, các pháo thủ Arsenal lại chết điếng người khi mảnh lưới của đội nhà lại rung lên 3 phút sau đó. Phút 11, từ tình huống đá phạt chừng 20m, Ronaldo tung cú sút thần sầu xé toang hàng rào và không cho Armenia một cơ hội chống đỡ. Quá xa để Ronaldo có thể nghĩ về việc ghi bàn ở cự ly này, Cliff Tidesley, bình luận viên của ITV nói trên sóng truyền hình. Tuy nhiên ngay sau đó, ông đã phải đổi giọng nói bởi Ronaldo đã tung ra cú sút trái phá làm tung lưới Arsenal. 2-0, MU tạo được lợi thế ngoài sức tưởng tượng. Đến lúc này, dù bình tĩnh để tổ chức lại trận đấu bằng những đường phối hợp nhóm nhỏ hoặc đặc trưng, nhưng mà do buộc phải dâng cao đội hình nên Arsenal bộc lộ nhiều khoảng trống chết người ở hàng phòng ngự. Phút 18 lại là Ronaldo với pha kiến tạo đẹp mắt cho Wayne Rooney trong vòng cấm địa. Cú ra chân cực nhanh của tiền đạo này thiếu chút nữa đã gia tăng cách biệt cho Quỷ Đỏ, song Armenia kịp bay người cản phá chịu quả phạt góc. Bên kia cầu môn, Van der Sar tỏ ra cực kỳ vững chãi khi liên tiếp làm bó tay các pha dứt điểm của Fabregas, Adebayo hay Samir Nasri. Trong khi đó, những lóng ngóng khó hiểu trước khung thành của hàng thủ chủ nhà tạo điều kiện để Ronaldo có được ít nhất 3 tình huống sút phạt hàng rào, nhưng Armenia đã bắt bài khá tốt.
tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về phía Quỷ Đỏ cho đến cuối hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Wenger đã rút tội đồ Gibbs ra để tăng cường chất thép và kinh nghiệm cho hàng thủ bằng giải pháp Eberer. Tuy nhiên, vấn đề lớn nằm trong tư tưởng của các học trò thì nhà cầm quân người Pháp không thể giải quyết nổi. Họ vì vậy vẫn chơi trì trệ như trong phần lớn thời gian của hiệp 1. MU thì tất nhiên vẫn có lý do để trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Bị dẫn trước với tổng tỷ số 3-0, nhiệm vụ của đoàn quân huấn luyện viên Arsene Wenger đã trở nên vô cùng nặng nề khi buộc phải ghi tới 4 bàn trong hiệp 2 để muốn có mặt tại trận chung kết. Thế nhưng những nỗ lực đầu hiệp 2 của những Theo Walcott, Van Persie và Adebayor đã trở nên vô nghĩa khi Quỷ Đỏ MU có được bàn thắng thứ 3 và người tỏa sáng không ai hết chính là Ronaldo. Phút 61, nhận được bóng từ Park Ji-sung, Rooney đột phá dũng mãnh, hút các hậu vệ Arsenal rồi bất ngờ nhả ra cho Cristiano Ronaldo để tuyển thủ Bồ Đào Nha dễ dàng kết thúc tung lưới chủ nhà ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-0. Nhiều cổ động viên của Arsenal trên khán đài đã bắt đầu bỏ ra về. Đến lúc này, cánh cửa tới Rome của Arsenal gần như đã hoàn toàn khép lại. Nhưng 30 phút còn lại hiệp 2, The Gunners vẫn tỏ ra tranh đấu quyết liệt và không muốn buông súng sớm. Cả hai bên sau đó có những thay đổi người mang tính chiến thuật. Werner được tung vào sân thay Theo Walcott thi đấu mờ nhạt. Trong khi đó, bên phía MU, Ryan Giggs, Rafael da Silva và Berbatov lần lượt thay thế Anderson, Evra và Rooney. Những thay đổi này hầu như không thể khiến trận đấu sau đó khác đi là mấy. Phút 75, Fletcher vào bóng thô bạo với Fabregas trong vòng 16m50. Trọng tài Rossetti không ngần ngại rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu của tiền vệ MU và cho Arsenal được hưởng quả penalty. Từ chấm 11m, Van Persie không mắc chút sai lầm nào để ghi bàn an ủi, rút ngắn tỷ số còn 1-3. Những phút còn lại của trận đấu, dù tạo thêm một số tình huống ngon ăn, nhưng cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng nào. 3-1 là kết quả vẫn được giữ nguyên cho tới khi hết giờ. Với chiến thắng chung cuộc 4-1 qua hai lượt trận trước Arsenal, các học trò huấn luyện viên Alex Ferguson đã ghi tên mình dự trận chung kết Champions League mùa 2008-2009. Chúng ta vừa cùng nhau xem lại diễn biến chính ngày mà Ronaldo khiến tất cả phải kính nể. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!